Khoan coi, nãy giờ con hỏi mà chưa tới được. Theo những nghĩa học bây giờ nó cực quá, mà bây giờ sức khỏe cởi quần áo là trong bệnh viện với hát sức khỏe của cô Lữ Pháp thì sức khỏe bệnh viện hết khoảng 4-5 triệu, cái tội của con bố hoa đi học. Không phải, đó là nhân quả con, cái cả gia đình của nó cái chùm nhân quả, mà cái gì nó xảy ra đều là thấy nó nhân quả, cho nên mình buồn rầu, mình khóc lóc, mình này kia, nó có được cái nhân quả nó gì đâu, nó đâu có chuyện. Mà hơn nữa mình muốn chuyển nhân quả thì mình vui vẻ, mình chấp nhận nó. Trong cái cảnh bây giờ đói cơm khát nước cũng chấp nhận nhân quả đi, nó sẽ chuyển, nó bình an rồi. Còn giờ mình cứ lo lắng, mình buồn rầu này kia thì mình đã bị nhân quả chi phối rồi, nó tăng thêm cái những cái điều kiện ác đi. Nó nghĩ cái này, nó nghĩ cái kia, tức là cái niệm ở trong đầu của mình nó nghĩ ra những cái điều ác. Bởi vì mình rầu rĩ trên cái hoàn cảnh của mình đó, nó sẽ sanh ra những cái niệm ác. Còn mình an vui trên cái hoàn cảnh nhân quả của mình đi thì nó sẽ không có nghĩ cái niệm mà mình chấp nhận nó mà. Cho nên nó không có ác pháp nữa. Nó bắt đầu nó chuyển biến nhân quả, nó làm cho gia đình mình an. Còn trái lại mình rầu rĩ, mình khóc lóc, mình thấy tính ra luôn hướng giờ thiếu, bây giờ ăn cháo mình cũng ăn cháo, mình chấp nhận nhân quả mà trả nhân quả, bây giờ không có cơm ăn cháo, nấu loãng ra nó hút. Nó chấp nhận nhân quả rồi thì nó chuyển nhân quả thì nó không phải hút cháo mà nó hút ăn cơm. Bởi vì nhân quả nó chuyển biến chứ nó đâu phải, mà tại vì mình bị nhân quả chi phối rồi mình sanh ra nhiều cái tâm lo lắng rồi. Bây giờ cái lương có nhiêu đây mà giờ con mới đi dạy vậy, nhân quả mình phải trả mà. Cho nên bây giờ trả tiền cho bác sĩ hết, bây giờ còn nhiêu mình mua gạo ít mình nấu cháo loãng chia cho chồng con ăn, để mà cùng nhau mình sống trong cảnh của mình. Nhưng mà sự thật không có ai mà để khổ đói đâu, nhưng mà khổ bị nhân quả cho nên chi phối của lần khổ đó. Đã thầy bảo mình nhìn nhân quả mà không chịu nhìn nhân quả, để rồi cứ mình nghĩ ngợi cái này cái kia rồi nếu mà không nhân quả là sao có cái chuyện này. Nhân quả phải trả dai thôi, cho nên an tâm trong nhân quả đi rồi nó sẽ qua, mà không an tâm là nhân quả sẽ dục. Thì thầy nói như chân như là sóng gió, chân như là đứng trên đầu sóng gió, tức là mình đâu có bị cái nhân quả của nó. Bởi vì tất cả mọi sự kiện xảy ra trong thế gian này đều là nhân quả đó. Thầy muốn nói sóng gió tức là thầy muốn nói nhân quả đó. Mà mấy người đau khổ trong nhân quả thì bị sóng gió nó chụp. Cô Liễu Pháp thì cô nói vào đây, nhưng con lại làm cô nó không vào, thì để ra sự tư vấn nếu cần thiết thì thế nào? Như vậy là cổ trốn tránh đâu được, cái vấn đề của gia đình rồi, bây giờ đã để cho chồng con mình chịu như vậy thì đâu được, mình trốn vô đây mình tu được không? Xin thầy và xin thầy cho là con làm cô không vào đây mà sang bên đấy mà để giúp thì tư vấn đến chỗ cô Lồng á, thì thỉnh thoảng từ đấy về cũng khiến như bệnh viện viên luôn. Thì con làm cô như thế thì con có tội gì không? Không, con cái chuyện nhân quả cũng nói chung là trong cái vấn đề nhân quả con chỉ khuyên là cổ nhìn thấy nhân quả thôi, còn cái vấn đề gia đình thì con đừng có tham dự gì hết, con đừng có nói gì hết, để cho người ta chuyển nhân quả thì con nói thì không có tội gì đâu. Nhưng mà điều kiện nếu mà lỡ mà nói có điều gì thì mình cũng phải chịu cái chùm nhân quả trong đó, nên mình đừng có nói. Bởi vì thầy nói mấy con đừng có nói ai hết, chứ mấy con nói ai coi chừng mấy con chỉ bị nhân quả nữa đó. Thì cái nhân quả để người ta khóc chứ con chịu không nổi là con cũng khóc theo nha. Thì con cũng chịu nhân quả theo, mình đã học Phật pháp rồi, mình đã biết được rồi thì nhân quả thì người ta khóc mình đừng có khóc, nhân quả mà có cái gì khóc, mình khóc là nhân quả nó chụp mình đó. Đừng có khóc, tức là nghe nói nhân quả thì hoảng sợ không biết nhân quả kiểu nào, mà thôi đừng khóc thì chắc an ổn hơn. Còn con nghe người ta khóc thì con cũng khóc theo, trời đất ơi làm người ta khóc nữa. Thì như vậy là nhân quả nó chụp hai ba người, rồi ở ngoài sớm kia nó cũng xứng nhau, nó ngồi nó khóc nữa. Thì nhân quả cả sáng cả sớm cả làng không có được. Tối gần bây giờ thật sự ra thì thấy trước hoàn cảnh đó mình nhắc để nhìn nhân quả thôi, cô chú nó đừng có buồn phiền gì hết, chấp nhận đi không có sao đâu. Tôi giờ còn 200 này tôi cho nè, thôi bây giờ có nhiều tôi giúp nhiều thôi, chứ tôi ngồi để tôi khóc chắc tôi không khóc đâu, tôi biết nhân quả. À, có con nói vậy thôi, rồi yên tâm. Thầy nói trời đất ơi nhân quả mà cô khóc, của nhân quả cô khóc hết sao? Hiểu không? Con hiểu đã được, cái chuyện đó không có sao đâu con. Rồi con hai bà. Mà cái lớp học của nữ đó là cũng thứ hai rồi. Thầy dặn mấy con thôi, người nào mà có những cái gì đó là thứ ba thì dạy nam ha. Rồi thứ tư thì mấy con buổi sáng, rồi buổi chiều nếu mà ai có cái chuyện gì mà tu khó khăn thì mấy con cứ đến đây gặp thầy.
Thì chứ còn mấy con đừng tập trung mà học vậy, tôi rồi thầy dạy luôn, tôi chắc chết thì luôn. Người nào có rắc rối thì mới đến học. Coi như có học có hai ngày thôi, ngày nam ngày nữ không, thứ hai thứ ba. Rồi không, còn mấy ngày kia đó thì coi như là ai có rắc rối thì đúng 7 giờ mấy con đến đây, buổi sáng, buổi chiều 2 giờ. Đó, mấy con hiểu không? À, người nào mà có rắc rối thì cứ đến đây thôi, gặp thầy thôi. À, thì chỉ có một trong một giờ đó thôi. À, để thầy phân cho. Bây giờ nó thứ hai không? Thì thứ ba bên nam, không? Thứ tư bên nữ. À, thứ năm ở bên nam. Bên nam thầy cũng cho người ta hỏi chứ. Mấy con che hết rồi là sao? Rồi dành cái ngày thứ năm cho họ, họ cũng buổi sáng buổi chiều họ có đến tôi hỏi thầy. Rồi thứ bảy á thì mấy con. À, thứ năm là thứ sáu chứ mấy con. Thứ sáu thì mấy con, rồi tới thứ bảy thì bên nam được là hết tuần. Dạ cũng như chia ra lớp nữ thì 2, 4, 6, còn lớp nam thì 3, 5, 7. Rồi. Vậy đó con. Dạ bằng mày còn cái mà làm xong rồi tụi con làm đó là gì nữa? À hôm nay thì mấy con làm cái, lẽ ra thì sẽ cho mấy con làm cái bài đạo đức nhân bản nhân quả. Bởi vì mấy con học đạo đức học nhân quả rồi chứ gì. Bây giờ mới viết cái bài đạo đức nhân bản nhân quả dựa vào những cái mình đã làm được, do đó bây giờ viết đạo đức nhân bản, đạo đức gốc của con người mấy con. À, mấy con làm được cái bài đạo đức này không? À, mấy con làm là sau đó cái bài của mấy con đó nó sẽ trở thành cái bài mà dạy đạo đức làm người đó mấy con. Mấy con làm đi. À, bây giờ thì trong cái làm bài đó thì coi như là thầy cho chung một cái bài đó để cho mấy con làm, chứ để không người làm bài này người làm bài kia. Rồi sau đó mới làm cái bài kế tiếp để mấy con thay vì viết cái đạo đức nhân quả rồi được rồi đó, thì mấy nhân bản được rồi thì mấy con sẽ viết đến cái bài thân vô thường. Dạ thưa ông, nhưng mà con chưa làm bài án ngữ và con xin thưa ông cho con làm lại nhân quả thảo mộc và nhân quả, con làm lại hết cho nó hoàn chỉnh. À được rồi. Cái ý thêm. Đúng rồi. Con thưa ông đồng ý là con mới làm xong bài thảo mộc. Rồi rồi được rồi. Bây giờ thưa ông kêu làm nhân bản thì con không biết. Thôi bây giờ chưa có hoàn tất được thì con hãy hoàn tất những cái bài học đó cho nó. À, cho nó hoàn tất được những cái bài học của thảo mộc rồi tới thảo mộc con học thưa ông rồi. Rồi xong rồi thì bắt đầu bây giờ tới những cái ái ngữ hoặc là những cái... Dạ thân hành. À, thân hành. Những cái gì mà chưa xong đó thì con phải làm cho nó hoàn tất xong những cái bài đó. Nghĩa là con có ý thêm thì con muốn làm lại. Có ý thêm thì con muốn làm lại chứ nó hoàn chỉnh. Cho mới nó con. Bổ sung luôn. Ừ. Vậy đó cho nó bổ sung cho dạ, nó đầy. Dạ con xin cái gợi ý cái đạo đức nhân bản thì con chưa biết gì đó rồi sao làm. À con đã làm nhiều quá rồi cái nhân quả rồi thì đạo đức nhân bản thì nó cũng nằm ở trong cái nhân quả đó, nhưng mà con viết làm sao để mà gợi được cái nó thành là cái lời dạy đạo đức nhân bản của con người. Bây giờ nó không có còn mà nói cái chuyện mà nhân quả cái này nữa kia, mà nói những cái hành động đó là hành động ác, không có được làm hành động đó, mà hành động đó là thiếu đạo đức, và hành động này là hành động đạo đức, mỗi con người phải học làm ra này. Thì mấy con đứng ở trên cái nhân quả đó mà mấy con nói về cái đạo đức làm người, tức là mình dạy cái hành động này là hành động vô đạo đức này, cái người mà làm cái này là không đạo đức này, còn cái người làm như thế này là đạo đức này, cái này là phải học phải làm. Ủa thưa ông, vậy là con làm lại hoàn chỉnh thật y như ý cho ông mới nói. Nói thì vậy đó. Vậy thì con. Thì đó bây giờ nó trở thành là cái bài đạo đức rồi đó. Đó bây giờ thì ví dụ như bây giờ đó con, bây giờ con đưa nó vào để những cái đề tài, bây giờ đạo đức của cái khẩu hành này, đạo đức của, bây giờ mình nói đạo đức của khẩu hành này, rồi đạo đức của ý hành này, rồi đạo đức của thân hành nè, rồi đạo đức của khẩu hành á, thì nó có ba cái đạo đức của nó dựa vào cái đó mà mình tính làm lại như vậy. Đó, mình làm lại, nhưng mà đây là nói đạo đức chứ không có nói nhân quả nữa, mà nói đạo đức. Vậy là nó gọi là đạo đức nhân bản nhân đó quả. Đạo đức nhân bản nhân quả, tức là bây giờ nói đạo đức mà khi đó mình, bây giờ mình viết cái bài là mình nói về nhân quả, đặc tướng đặc tính của nhân quả, bây giờ nói đạo đức cho nên bây giờ nói đạo đức nhân bản mà. Bởi vì nhân bản là cái thân hành, khẩu hành, ý hành của mình nghĩ một cái điều đó là cái điều đó là thiếu đạo đức, sai. Thì dựa vào cái bài nhân quả đó mình biết rằng nói cái này là hành động là thiếu đạo đức. Một người mở miệng ra về cái hành động của ngôn ngữ, mở miệng ra nói lời nói, mày, người này nói lời nói nó thiếu đạo đức chứ không có nói nhân quả. Con hiểu cái này chưa? Mấy con hiểu như vậy mấy con viết được cái bài đạo đức. Thầy muốn làm sao cho mấy con là những người mà cầm cái bút viết lên những cái đạo đức con người.
mới trở thành nhà đạo đức chứ, còn mà viết không được cái bài đạo đức mà làm sao là trở thành nhà đạo đức. Từ đó mà thầy xây dựng mấy con trở thành những con người đầy đủ những cái đức hạnh không. Thôi bây giờ hết giờ rồi con. Mấy bài đạo đức như vậy rồi dạy người ta như thế mà trong thân mình tu chưa có con không tạo không tâm. Làm gì dạy? Con cầu chứng đạo mà chưa đi dạy chứ ở đó mà dạy. Đâu phải viết bây giờ đi dạy. Bây giờ là đang học viết chứ chưa có dạy ai được đâu. Con hiểu chưa? Đang học. Nhưng mà học căn bản như vậy đó. Rồi. À bắt đầu bây giờ không có hỏi nữa phải không con? Sợ mấy con hỏi quá.